hay là ngã ba hay kênh Lò Gốm, trải dài đến đây là khoảng 7 cây. Cái bên kia là kênh Tàu Hủ nha các bạn. Đây, ngay đây là cầu Lò Gốm. Chúng ta đi dưới dạ cầu để đi song song với lại kênh Tân Hóa Lò Gốm. Chung cư Lò Gốm nha các bạn, trực thuộc quận 6, kế bên một cái chung cư Lò Gốm đời cổ nè, đồ cổ luôn. Cái bồn nước quá trời bự các bạn. Chung cư Lò Gốm nha các bạn, xử lý nước đường mà bãi sậy, mình đã quay cái khu giải tỏa đó rồi ha. Đây là cầu Hậu Giang các bạn, đi vào hướng trung tâm của quận 6, qua khỏi cái gầm cầu Buôn 1 với Buôn 2 thì chúng ta chính thức qua địa phận của quận 6 ha các bạn. Cầu Buôn 1, người dân lao động phổ thông. Đây là cầu Buôn 2, chúng ta vừa mới đi qua gầm hai cái cầu. Khung cảnh con kênh Tân Hóa Lò Gốm đây, trải dài qua 3 quận với tổng chiều dài là khoảng 7 cây. Đây, bờ bao hành lang rất là đẹp nhưng mà nước vẫn còn nặng mùi và đen sình. Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với video mới nhất của mình. Thì hiện tại chúng ta đang đứng trên đường này là đường Hòa Bình, trực thuộc quận 11. Trước mặt chúng ta là khu vui chơi giải trí Đầm Sen ha các bạn. Đây là cổng vào Đầm Sen. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi toàn tuyến cái kênh Tân Hóa Lò Gốm các bạn, từ đường Hòa Bình chúng ta quẹo vào đường này là đường kênh Tân Hóa ha. Đây, bên tay trái chúng ta là khu du lịch Đầm Sen, trực thuộc quận 11. Đường này gọi là đường kênh Tân Hóa, năm xưa đường đất đỏ, đường rất là xình lầy, bây giờ thông thoáng rất là khang trang. Bên phải chúng ta là trực thuộc quận Tân Phú, bên này trực thuộc quận 11. Đây, cuộc sống của người dân ven con kênh năm xưa được gọi là hôi thối, rác rưới rất là đầy. Giờ có cái công viên nhỏ nhỏ trước ngay cái cổng đập. Đây ha các bạn, bên trái chúng ta đây là cổng đập. Bắt đầu từ ngay khu du lịch Đầm Sen. Thì từ đây chạy về đến ngã ba kênh Lò Gốm là khoảng 7 cây. Dự án này được xây dựng vào năm 2011 đến 2015, sau 4 năm các bạn thì hoàn thành. Với kinh phí là vay Ngân hàng Thế giới. Thì Sài Gòn có tổng cộng 5 cái dòng kênh rạch lớn, đó là kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, mình quay các bạn xong xem xong rồi ha. Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè thì xong năm 2012,
Còn cái kênh Tân Hóa Lò Gốm này là xong năm 2015, trải dài qua 3 quận, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và qua 5 quận. Kênh Tân Hóa Lò Gốm này có tổng chiều dài là khoảng 7 cây, chạy từ ngay điểm đầu xuất phát từ đường Hòa Bình đó về đến ngã ba kênh Tàu Hủ, kênh Lò Gốm là 7 cây, chạy qua 3 quận, đó là quận Tân Phú, quận 11 và cuối cùng là quận 6 nha các bạn. Phía bên kia là bức tường của khu du lịch Đầm Sen. Thì để làm cái con đường này năm xưa là cái dòng kênh này đầy rác và rất là nặng nề, người dân sống ven sông này rất là cực khổ. Những căn nhà tạm bợ để làm cái con kênh này nó trải dài 7 cây thì phải giải tỏa gần 2.300 căn hộ các bạn, trong đó có khoảng 1.300 căn hộ là giải tỏa trắng luôn. Chúng ta bước qua cái cầu đầu tiên, đó là cái cầu Tân Hóa. Đây ha các bạn, quay cho các bạn xem. Đây, bờ bao hành lang rất là đẹp nhưng mà nước vẫn còn nặng mùi và đen sình. Cầu đầu tiên đó là cầu Tân Hóa. Bên này trực thuộc quận Tân Phú. Trước mặt chúng ta có ngôi chùa, đó là chùa Hạnh Nguyện. Đi tiếp thôi. Đường này có tên là đường kênh Tân Hóa nha các bạn. Nước thì vẫn còn đen nhưng mà không có lục bình với rác nhiều là được rồi, vẫn còn nặng mùi lắm các bạn. Thì thành phố có tổng cộng hơn 100 kênh rạch lớn nhỏ, trong đó có 5 cái kênh lớn nhất, đó là kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, kênh Tân Hóa Lò Gốm này, thứ ba đó là kênh kênh Đôi Kênh Tẻ, thứ tư đó là kênh kênh gì ta, kênh Tàu Hủ các bạn, kênh Tàu Hủ Bến Nghé, và cuối cùng đó là kênh Tham Lương với lại Bầu Cát, Bến Cát chứ. Đây ha các bạn, khung cảnh con kênh Tân Hóa Lò Gốm đây, trải dài qua 3 quận với tổng chiều dài là khoảng 7 cây, từ bắt đầu từ quận 11, khu du lịch Đầm Sen, chạy về cho đến quận 6, ngã ba kênh Tàu Hủ, kênh Đôi. Khúc này xe lớn chạy đến đây là phải quẹo phải các bạn, ra đường Hồng Bàng để chạy ra Bùng Binh Phú Lâm hả các bạn. Đó, cái cổng để cao 2 mét. Khúc này là chỉ có xe hơi, xe con đi 4 chỗ đi được thôi.
cầu Buôn Một. Người dân lao động phổ thông, đây là cầu Buôn Hai. Chúng ta vừa mới đi qua gầm hai cái cầu. Đó, hệ thống xử lý qua khỏi cái gầm cầu Buôn 1 với Buôn 2 thì chúng ta chính thức qua địa phận của quận 6 ha các bạn. Đây là cầu đi bộ số 4, thì có tổng cộng là 7 cây cầu giống vậy nè các bạn, 7 cây cầu ha. Phía này trực thuộc phường 12 quận 6. Bắt đầu chở đi từ đây về đến ngã ba của kênh Lò Gốm Tàu Hủ là trực thuộc quận 6 hết. Tiếp tục cầu đi bộ số 3, cầu có hình vòng cung ha các bạn. Rút kinh nghiệm của cây cầu, những cây cầu bên cái kênh Nhiều Lộc Thị Nghè xây cây cầu bằng ngang, cho nên mấy cái ghe xuồng nhỏ không có qua được, chứ đừng nói là tàu. Thì rút kinh nghiệm thì cái kênh Tân Quá Lò Gốm này xây những cây cầu nó có dạng vòm qua để sau này các ghe tàu có thể đi qua đi lại. Đây là cầu Hậu Giang các bạn, đi vào hướng trung tâm của quận 6. Cuộc sống của người dân quen con kênh Tân Hóa Lò Gốm đến quận 6, thì kênh này là kênh Lò Gốm cho nên gọi là kênh Tân Hóa Lò Gốm. Phường gọi hai tên nó là do dòng kênh đi qua rất là nhiều phường, nhiều quận nha các bạn. Mỗi quận có tên gọi khác nhau cho nên kết hợp lại gọi một lần luôn. Kênh Tân Hóa trực thuộc quận Tân Phú với quận 11, chạy dài đến quận 6 gọi là kênh Lò Gốm. Ở bên phải chúng ta đó là cái dự án xử lý nước đường bãi sậy, mình đã quay cái khu giải tỏa đó rồi ha, đường bãi sậy ra chợ Bình Tây, trung tâm của quận 6 nha các bạn. Đây là cuộc sống của người dân ven con kênh Lò Gốm năm xưa, bây giờ giải tỏa đi, xây dựng mặt bằng chung. Đây có cái chung cư mới xây sau này các bạn, kế bên một cái chung cư cũ nè. Rồi chung cư Lò Gốm nha các bạn, kế bên chung cư Lò Gốm là có cái chợ. Cầu này xe gắn máy có thể đi qua đi lại được nè.
kết nối giao thông giữa hai phường của quận 6 ha. Đây bà con buôn bán trong một cái ngôi chợ. Kế bên chung cư Lò Gốm. Ồ, có cái bồn nước. Đây là dãy lóc chung cư mới xây sau này. Kế bên một cái chung cư Lò Gốm đời cổ nè, đồ cổ luôn. Cái bồn nước quá trời bự các bạn. Cuộc sống tại cái khu chung cư cũ kỹ năm xưa. Chạy đường này ra được, đi đường này đi. Chung cư Lò Gốm nha các bạn, trực thuộc quận 6. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Một cái nhà giữ xe rất là cũ kỹ, lạc hậu ha, nhỏ xíu à. Chúng ta rời cái khu chung cư Lò Gốm quận 6. Kế bên là ngôi chợ. Phục vụ dư sức cho cái khu dân cư mới xây dựng sau này, chung cư mới lẫn cái chung cư cũ. Nơi đây trực thuộc phường 11 quận 6 các bạn. Hệ thống cây xanh ven đường rất là sạch đẹp bóng mát. Cây cũng gần chục tuổi rồi. Mấy cây này thuộc loại trung niên rồi. Thanh thiếu niên lớn lên hết rồi. Khi xưa những năm 2000 lẻ mấy, khu này là khu xóm rất là sập sệ, nhà tạm bợ xây dựng lấn chiếm cái kênh Lò Gốm. Đây trực thuộc quận 6. Con kênh còn đi tiếp nữa ha các bạn, chúng ta phải ôm bọc dòng ra. À, đây là cái công viên. Công viên quận 6. Hớt tóc miễn phí. Một cái công viên khá là lớn.
công viên trải dài ra tới đây. Chúng ta đi dưới dạ cầu để đi song song với lại kênh Tân Hóa Lò Gốm. Tiếp tục khúc này là cái công viên. Rồi ra đến đây là kênh Tân Hóa Lò Gốm, sẽ kết nối với cái ngã ba dòng sông kênh Tàu Hủ Bến Nghé đó các bạn, để chảy ra dòng sông Sài Gòn ha. Đây, ngay đây là cầu Lò Gốm. Cầu này là cầu bắc qua cái dòng kênh Lò Gốm. Đây là đường Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây đó các bạn. Đây ha, qua đây quay cho các bạn xem. Đây là ngã ba, đây kênh Lò Gốm, trải dài đến đây là khoảng 7 cây. Cái bên kia là kênh Tàu Hủ nha các bạn. Đây là cầu Lò Gốm. Hướng này chúng ta chạy ra quốc lộ 1A đi về Bình Chánh, Long An, đi về miền Tây đó các bạn. Rồi sáng nay cũng đi quay cho các bạn xem toàn tuyến cái kênh Tân Hóa Lò Gốm, có tổng chiều dài khoảng 7 cây số nha các bạn. Trải qua 3 quận, đó là quận 11 Tân Phú và quận 6, kết thúc tại đây ngã ba kênh Tàu Hủ Lò Gốm. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.